các bạn đến với bản tin Chuyển động 24 giờ của chúng tôi, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Sau đây là bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 5, 2022, Hải quân Mỹ và Trung Quốc đã quân sự hóa, hoàn thành một số đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trung Quốc đã quân sự hoàn toàn ít nhất 3 trong số các đảo nhân tạo trên Biển Đông và bao gồm trang bị hệ thống và tên lửa, chống hạm và phòng không, bị laser của ngẫu nhiên và cần máy bay chiến đấu, và đây được xem là một cái động thái gây gia tăng và căng thẳng tình hình, đe dọa tất cả quốc gia lân cận. Và hãng tin Associated Press AP và tuyên bố một quan chức và quân sự của hàng đầu của Mỹ vào ngày 14 tháng 5. Trả lời phỏng vấn IP và chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Sequalino và nói rằng những hành động này gây hấn nay tương phản trắng trợn và trước những tuyên bố và trấn án Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trước đây rằng sẽ không biến và các đảo nhân tạo ở vùng lãnh hải và tranh chấp Biển Đông và thành những căn cứ quân sự của Trung Quốc. Theo Đô đốc John Sequalino thì những hành động này và cho thấy Trung Quốc đang phô trương và sức mạnh của quân sự. Tôi nghĩ trong vòng 20 năm qua chúng tôi đã chứng kiến về việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ thời Thế chiến thứ hai. Đô đốc Johnson và Quilino trả lời phỏng vấn của AP, họ cũng đã tăng cường và năng lực và tiến trình. Vũ khí hóa này đang gây nên bất ổn trong khu vực. Hiện giới chức Trung Quốc và chưa có bình luận nào về vấn đề này. Đô đốc Johnson và Quilino và trả lời AP trên máy bay do thám hải của quân Mỹ và bay gần những căn cứ quân sự của phía Trung Quốc và chiếm giữ ở quần đảo Spratly mà phía Nam gọi là Việt Nam ở Trường Sa. Trong suốt chuyến bay tuần tra và máy bay PAA và Washington của Mỹ đã liên tục và nhận lời và cảnh báo từ Trung Quốc và cảnh báo rằng đã xâm nhập và bất hợp pháp vào vùng Bắc Kinh và tuyên bố lãnh thổ của mình và yêu cầu rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Spratly cũng như khu vực hàng hải và xung quanh, hay ra khỏi khu vực này ngay lập tức để tránh bị các đánh giá và sai lầm là nội dung của một trong số trường hợp và thông điệp qua radio mang ẩn ý và đe dọa Trung Quốc. Thế nhưng, máy bay hải quân Mỹ và đã bác bỏ những cảnh báo và liên tiếp và tiếp tục thực hiện và chuyến bay do thám. Hai nhà báo AP đã chứng kiến và những khoảng khắc và căng thẳng. Đây là một máy bay thuộc hải quân Mỹ và có quyền miễn trừ vào quốc gia và thực hiện các hoạt động về quân sự hợp pháp, vượt ra khỏi khuôn khổ và không phân biệt một quốc gia ven biển nào. Một phi công Mỹ phản hồi với phía Trung Quốc. Luật pháp quốc tế đảm bảo việc thực thi, nhưng quyền này tôi đang hoạt động với sự cần nhắc đến và đúng đắn với quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả quốc gia, phi công Mỹ nói. Sĩ quan Chiel Martin và người đứng đầu và đội bay T-8A và Washington và cho biết xảy ra vụ việc và khi máy bay của Trung Quốc áp sát một cánh nguy hiểm của máy bay Mỹ tại vùng lãnh hải tranh chấp, và khi đó và phía Mỹ đã bình tĩnh và yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các quy tắc an toàn hàng không. Và sĩ quan Chiel Martin nói tiếp, hai P-8A và Citadel và bãi thấp ở độ cao 4.500m và cần rạn san hô và do Trung Quốc và chiếm giữ, theo hình ảnh và màn hình thì dường như có một thành phố nhỏ với các tòa nhà cao tầng và nhà kho và nhà chứa máy bay và cảng biển và đường băng của những cấu trúc và tròn và trắng, và theo đó và đô đốc Johnson Sequilino và thì đây là những radar và cần đá chư thập. Ferry Cross Reef thì có hơn 40 tàu và chưa rõ loại tàu gì, và có thể thấy rõ ràng thấy được neo đậu và hình ảnh do Army Trích dẫn cho thấy đô đốc Johnson Sequilino và nói rằng việc xây dựng và các kho tên lửa, nhà chứa máy bay và hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác và tại Đại Vĩnh Khanh, Midship Reef và đá Subi và Subi Reef và đá chữ thập Fury Cross và dường như đã được hoàn tất, và nhưng vẫn có thể là Trung Quốc sẽ tiếp tục và xây dựng và các cấu trúc về quân sự những khu vực khác. Chức năng của những đảo này là giúp cho Trung Quốc và mở rộng năng lực và tấn công ra khỏi vùng lục địa, và đô đốc Johnson và Quilino nói có thể sử dụng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom và cộng thêm năng lực và tấn công từ các hệ thống tên lửa. Đô đốc John Quilino và cho biết thêm bất kỳ máy bay quân sự của dân dụng nào máy bay qua vùng lãnh hải và tranh chấp đều dễ dàng và nằm trong tầm ngắm và hệ thống tên lửa của Trung Quốc nằm trên các đảo. Trung Quốc đã tìm cách củng cố và những tuyên bố và chủ quyền gần như toàn bộ đối với vùng lãnh hải và tranh chấp trên Biển Đông và thông qua việc xây dựng và căn cứ trên đảo nằm trên các rạn san hô và cách đây gần như một thế kỷ đã đáp trả bằng cách và đưa các máy bay chiến đấu bay qua khu vực mà Washington tuyên bố là sự tự do đối với các sứ mệnh về hoạt động. Mỹ cũng đã chỉ huy và các tàu thuộc lực lượng hải quân và máy bay chiến đấu và trong thập kỷ qua tuần tra và thúc đẩy tự do hàng hải tại các vùng biển và không phận
quốc tế. Trung Quốc thường xuyên phản đối vào bất kỳ hành động nào từ quân đội Mỹ trong khu vực. Gia khác và gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan, Brunei cũng tuyên bố chủ quyền trong vùng biển tranh chấp, nơi chiếm khoảng 5.000 tỷ USD và giá trị hàng hóa và lưu thông mỗi năm. Đô đốc John C. Aquilo và cho rằng dù Trung Quốc và tiếp tục bành trướng và thế nhưng xung đột lãnh hải và ầm ĩ này chỉ nên giải quyết thông qua các đường hòa bình. Nêu lại và chiến thắng của chính phủ Philippines trong vụ kiện và Trung Quốc và tòa trọng tài và Liên Hiệp Quốc về thẩm quyền trên các vùng biển của Philippines đối với biển Tây Philippines và bắt đầu năm 2013. Philippines là tên Philippines đặt cho vùng biển và tranh chấp. Việt Nam gọi là Biển Đông và Trung Quốc gọi là Nam Hải. Và trong khi tên gọi quốc tế và tiếng Anh là South China Sea và Nam Trung Hoa. 13 tháng 5 2022, tòa trọng tài thường trực ở Hui Chi, Hà Lan và đã phán quyết rằng và không có sở lý và pháp lý và cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên các tài nguyên tại vùng biển nằm trong bản đồ chín đoạn ở Biển Đông. Tiêu chính sách của Washington trong vùng tranh chấp này ngăn chặn và chiến tranh thông qua và sự răn đe và thúc đẩy hòa bình, ổn định và bao gồm sự tham gia của các đồng minh, đối tác của Mỹ. Đô đốc John C. Quilino và cho biết, trong trường hợp và sự răn đe và thất bại thì sứ mệnh và thứ hai của tôi sẵn sàng chiến đấu với chiến thắng. Ông nói với AP, tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông và Đài Loan báo cáo sự xâm nhập của Trung Quốc. Quốc phòng Mỹ và cho biết hôm thứ Hai rằng có nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này đã tiến vào khu vực Biển Đông đang có tranh chấp và tập trận, theo Reuters. Trong diễn biến khác, Đài Loan báo cáo về một cuộc xâm nhập mới của Hải quân Trung Quốc và khu vực Biển Đông, khi đó lo ngại sự xuất hiện của một máy bay phản lực và tác chiến điện tử mới. Và Đài Loan là hai trong số về vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc, đồng thời là một vấn đề gây căng thẳng và thường xuyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tàu chiến hải quân và thường xuyên đi gần vào các đảo do Trung Quốc và chiếm đóng ở Biển Đông và để thách thức và tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và cũng như đi qua eo biển Đài Loan và trước sự giận dữ của Bắc Kinh. Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hai nhóm tấn công tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ và dẫn đầu là các tàu chiến USS và Carl Vinson, USS Abraham và Lincoln đã bắt đầu hoạt động ở Biển Đông vào Chủ nhật. Các nhóm tàu chiến sân bay sẽ được thực hiện vào các cuộc tập trận, bao gồm hoạt động và tác chiến và trong tàu ngầm và tác chiến trên không và hoạt động ngăn chặn hàng hải để dễ dàng tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và tuyên bố kỳ. Phòng Mỹ cho biết thêm và khóa huấn luyện và sẽ được tiến hành theo luật pháp quốc tế tại vùng biển và quốc tế, nhưng không đề cập đến chi tiết. Động như này là cho phép chúng tôi nâng cao năng lực và chiến đấu, trấn an và các đồng minh và đối tác, đồng thời thực hiện và quyết tâm chúng tôi với tư cách là hàng hải nhằm đảm bảo và sự ổn định trong khu vực và chống lại ảnh hưởng và thẩm quyền. Đô đốc và John Dawson và chỉ huy nhóm tấn công USS Abraham Lincoln dẫn đầu nói, Nhật Hải quân và cho biết hai nhóm và tác chiến tàu sân bay đã tập trận với Hải quân Nhật Bản ở Philippines và khu vực bao gồm vùng biển ở phía đông Đài Loan. Các hoạt động của Hoa Kỳ đã xảy ra cùng lúc với việc Đài Loan báo cáo và xâm nhập hàng loạt. Mới nhất, không quân Trung Quốc và vùng nhận dạng và phòng không của họ là 39 máy bay ở khu vực gần quần đảo Pasta do Đài Loan kiểm soát ở phía bắc Biển Đông. Đài Loan hôm thứ Hai báo cáo thêm 13 máy bay Trung Quốc vào khu vực với một máy bay trong tàu ngầm và Y-8 và bay qua kênh Pasi và ngăn chặn Đài Loan với Philippines và nối Thái Bình Dương ở Biển Đông. Một bản đồ được Bộ Quốc phòng Đài Loan cung cấp. Bộ này thêm rằng hai chiếc J-16D của Trung Quốc tham gia các nhiệm vụ và mặc dù trong chỉ bay gần biển của Trung Quốc và phiên bản tấn công và điện tử mới của máy bay chiến đấu J-16 và được thiết kế và nhằm mục tiêu và các hệ thống phòng không và Đài Loan và dựa vào các để chống lại và một chiếc tấn công. Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận và nhưng trước đó đã nói rằng nhiệm vụ như vậy là nhằm bảo vệ chủ quyền của họ và ngăn chặn sự can thiệp và ngoài xen vào và tuyên bố chủ quyền của họ đối với Đài Loan. Các nguồn tin về an ninh trước đó là nói về Reuters rằng có chuyến bay của Trung Quốc vào khu vực và phòng thủ của Đài Loan và cũng có khả năng là phản ứng đối với hoạt động về quân sự nước ngoài, đặc biệt là các lực lượng Hoa Kỳ ở gần hòn đảo và nhằm cảnh báo rằng Kinh đang theo dõi và có khả năng xử lý bất kỳ và sự cố bất ngờ nào về Đài Loan. Đài Loan gọi và các hoạt động quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc và gần đó và chiến tranh vùng xám và được thiết kế vừa vắt kiệt sức lực lượng về phòng vệ của họ qua việc phải giành các những thế thử và phản ứng của Đài Loan trong cắt ngang các tuyến vận tải và Biển Đông quan trọng và cũng như chứa mô khí đốt và ngư trường và phong phú của Đài Loan và tuyên bố chủ quyền và khi Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines cũng có những yêu cầu và chính sách về vùng biển này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều 24 giờ của chúng tôi. Để theo dõi thông tin nổi bật tiếp theo của chúng tôi, mời quý vị và
Thank you.